Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình lại ra quay vườn dâu đây. Quả dâu này nhìn quen đúng không? Quả dâu mà mình quay hàng ngày, hôm nay thì nó đã chín chín lắm luôn rồi đấy. Mình ngồi từ xa một khoảng cách nó một khoảng như này nhưng mà cũng có thể ngửi được cái mùi thơm của nó. Cái này là mình mới tưới nước nên là nó hơi ướt ướt một chút. Cái quả bên cạnh nó cũng đã chín rồi này. Cái quả nhỏ nhỏ này thì nó to tầm bằng ngón tay cái của mình. Còn quả này cũng khá là to đấy. Đó. Hôm nay mình sẽ đi xem còn xem mấy cây dâu khác này nó sẽ như thế nào ấy nhá. Đây, cây dâu bên cạnh nó. Cái cây dâu to to hồi trước ấy, cái cây mà có 5 quả xong rồi một quả bị sâu ăn mất đấy. Bây giờ nó còn 4 quả, trong đó 2 quả cũng đã ương ương rồi này. Quả này nó chín không đều lắm mà nó chín như thế này nhìn nó cũng hơi sợ sợ. Nhưng mà đến lúc mà nó chín đều thì nó cũng đẹp thôi. Đó. Cũng bắt đầu chín rồi. Không biết là có quả này có để đến Tết không á. Chắc là khoảng tuần nữa là nó chín mất thôi. Mà chả đến tuần đâu, khoảng 1-2 ngày ấy. Quả này hắn còn bé. Quả này cũng chín rồi này. Đó. Bây giờ thì mấy cái xốp dâu này hầu như là cây nào cũng đã có hoa có quả hết rồi. Cây này cũng có rồi này. Đấy, bông hoa đã đậu thành quả rồi. Cũng khá là to đấy chứ. Nhiều hoa lắm. Cây này cũng có một bông hoa rồi này. Cây này thì đang ra một chùm hoa nhưng mà chưa thấy nó nhú ra nhiều lắm, nhưng mà nó có hoa rồi đấy. Đây, cây này thì tuyệt vời nhất luôn. Cây này có rất nhiều quả này. Cái bông hoa này bị thui rồi này, cắt ra đi đấy. Cái hoa này bị thui rồi. Đây, phía bên kia của cái cây. Mình thích cái cây này quá bởi vì nó rất là sai quả luôn. Mà cái quả nào nó cũng, cái bông hoa nào đa số những cái bông hoa to to ấy nó ra thì nó đều đậu hết. Đấy. Cái quả vừa nãy. Cái chỗ mà mình vừa nhăn ngắt cái bông hoa thui đi này. Ở đây có một chùm quả rất là thích. Cái quả này nó cũng ương ương rồi này. Giờ ương ương rồi. Ôi, nhìn ở cái góc này mê ly luôn. Đó. Đây là cái bông hoa vừa nãy. Đây cũng thế. Sang cái shop bên cạnh. Ở đây cũng có một bông hoa. Bông hoa này không biết có đậu không nữa. Nhìn nó cứ vàng vàng đen đen này. Cái này thì chưa có này. Đây, cái này cũng có hoa rồi này. Có hoa, lá công năng. Wow, cái bụi này cũng có hoa rồi này. Chân chân. Đây là bụi vừa lấy. Đây, đến chậu này. Chậu này bị thui khá nhiều. Nó mới có một quả. Cũng khá là to. Ở đây có một quả này mà mình không biết nó bị con gì đốt hay là bị bệnh gì mà nó bị bắt đầu bị thui cái đầu rồi. Nguy hiểm quá đi mất. Đấy, cái bông hoa như này là bị thui này. Trong này còn được một quả nữa. Nhưng mà lớn này nó cũng dị dạng thôi. Đây, cái cây con này. Mấy cái quả con này mình cứ nghĩ là nó lớn lên nó sẽ đẹp nhưng mà thực ra nó không đẹp lắm. Bây giờ nhìn nó bắt đầu bị dị dạng rồi. Trời ơi, buồn quá. Mấy quả này lớn thì nó cũng bé. Lớn lên ấy thì nó cũng không được to, nó bé bé thôi mà nó còn bị dị dạng nữa như thế này. Chán quá. Đó. Cái chậu bên cạnh. Chậu này nhiều hoa dã man luôn.
Cây nó nhỏ nhỏ thôi. Đây đậu được một quả rồi này, khá to. Hoa này, rất là nhiều hoa luôn. Một bông, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây bông này đậu được thành quả rồi này. Đó, bông này cũng mình nghĩ là nó cũng đậu được thành quả rồi. Đó. Cái chiều cây nhỏ nhỏ nhưng mà nó rất là nhiều hoa. Đây là cây cây dâu Nhật lùn. Cây dâu Nhật lùn bây giờ cũng bắt đầu có hoa. Đây bông hoa của nó đây. Đó. Không biết là có nhiều hoa không. Rồi. Tiếp theo là đến cái chậu dâu, chậu trồng thông minh này. Con bọ nó đậu ở trên này. Đây. Cây này thì chưa thấy có hoa. Đây cái cây bên cạnh này. Nhiều hoa lắm luôn. Có 3 bông hoa rất là to. Đó. Nhìn cái chùm hoa của nó này. Chùm hoa rất là to luôn. Hy vọng nó sẽ đậu được nhiều quả ở cái chùm này. Cái cây này thì khá là to. Không biết hoa quả nó sẽ như thế nào. Có cái cây này có 4 nhánh liền nhưng mà vẫn chưa thấy có hoa gì cả. Đây cây này cũng có một cái chùm hoa rất là vĩ đại. Nhiều bông hoa lắm luôn. Phải chăng đến hơn chục bông hoa đấy. Nếu mà đậu được hết thành quả thì tốt rồi mấy. Đó. Sang cái chậu bên cạnh. Cái cây này cũng bé tí hon này. Nhưng mà nó cũng có hoa. Và nó cũng đậu thành quả rồi. Đó. Ở trong này cũng có một bông hoa này. Ở đây nữa 2 bông. Đó. Có con gì đây? Con kiến. Đây, cái cây tí hoa này. Có 3 quả dâu rồi. Quả này phải nói là nó hoàn hảo luôn bởi vì nó đẹp dã man, nó không bị méo mó tí nào. Nó hình trái tim ấy. Tuy là nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà đẹp lắm. Đó. Cái cây này cũng to nhưng mà chưa có hoa. Cây này có một bông hoa con rồi này. Đấy. Sang cây này. Cây này có 2 bông hoa. Tiếp theo là đến cái chậu dâu to đùng này. Đây, chậu dâu to đùng. Cái chùm hoa của nó đây. Trước mắt thì mình nhìn thấy có 4 quả dâu, 5 quả dâu. Quả này không tính bởi vì vốn dĩ là cái hoa của này nó rất là to. Thế nhưng mà đến khi nó đậu thì nó bị dị dạng mất rồi. Đây, quả này thụ phấn rất là thành công. Nhìn rất là to, rất là đẹp. Đây, quả này khá là đẹp. Thích quả này quá. To lắm ý. Hoa nhìn rõ luôn. Trong này. Trong này thu hết rồi. Được có một quả thôi. Đấy. Có một quả. Đây bông hoa này là bông hoa đậu này. Bên trong này cũng có cây nhưng mà chưa, cây này chưa có quả, chưa có hoa. Cây này có rồi này. Hoa cũng khá là sai nhưng mà bị thui hết rồi. Mấy cái đen đen này là bị thui này. Quả này thì đậu nhưng mà bị dị dạng rồi. Nói chung là cây này chắc không được quả rồi. Đây, cái cây bên cạnh, cái cây to to vừa lấy, cái to to ở phía bên cạnh này. Xong rồi đến nó. Cái này cũng đậu được một quả. Sao nhìn nó cứ méo méo ấy nhỉ. Bông hoa này thì bị thui rồi này. Hoa này thì đang thụ phấn. Đây bông này thì được này. Bông này thì được. Đó. Nó khá là to. Tiếp theo thì mình sẽ cho các bạn xem mấy cái cây dâu Nhật nhà mình.
Đây là dâu Nhật này. Dâu Nhật thì cái hoa mấy cái quả của nó sẽ ra theo cái dạng chùm chùm như thế này. Đấy, thành một chùm luôn. Mấy cái lá này. Anh chùm. Đây luôn. Nhìn cũng rất là xinh. Mình phải kê cái này ở đây để cho cái quả nó không bị chạm xuống đất, nó không bị hỏng. Nhật thì xa khá là sai. Mọi người thì nói là cây Nhật thì trồng nó sẽ chịu nhiệt tốt hơn, xong rồi quả nó hình trái tim đẹp và ăn nó ngọt chứ nó không chua như dâu bĩ đá, nên là năm nay mình cũng trồng thử nhưng mà chưa được ăn quả nào cả. Đây cũng là Nhật này. Quả của nó này. Đây luôn. Chả hiểu tại sao cái này nó cứ cắm đầu xuống vậy. Ồ, cây này có hai quả. Hai cây này. Cái thùng dâu này nó phát triển không được đều lắm, cây to cây bé nhưng mà may sao nó vẫn có quả. Trên trên đây cũng là Nhật lù này. Mọc thành một chùm luôn. Đây này. Đây, quả này to đầu tiên thế nhưng mà lại bị dị dạng rồi. Quả này đẹp này. Quả này cũng bị dị dạng. Ôi nó sần sùi nhìn sợ đấy. Đây. Đây nữa. Có 1, 2, 3 bông hoa. Đây là cái dâu mình trồng ở túi trồng này. Đây là hàng cuối cùng. Cái hàng mà cây nó to nhất ấy. Và nó đã có hoa rồi này. Mong sao cái bông hoa này đậu được quả. Đây luôn. Cây lại có hoa. Ở trên cũng có một cây có hoa này. Đây là cây này. Cây này nhỏ nhỏ thôi nhưng mà đã có 3 bông hoa rồi này. Không biết là có đậu được quả không á. Bây giờ mình phải chờ thôi. Cây này cũng có lá công năng rồi, sắp ra hoa. Đó. Thế nào, hôm nay mình đã quay hết vườn dâu cho các bạn xem rồi ấy. Hầu như là cây nào cũng đang ra hoa. Thế nên là phải đợi thêm một thời gian nữa mới biết là nó có đậu thành quả được không hay không. Video của mình hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.